Việc thì chưa xong mà đau mỏi vai gáy quá. Xin chào bạn. Bạn vừa thấy hình ảnh của tôi. Cách đây hơn một năm, tôi bị đau mỏi vai gáy rất là nặng. Trong video này, tôi xin chia sẻ cho bạn 5 cách để hết đau mỏi vai gáy của bác sĩ khoa xương khớp bệnh viện y học cổ truyền. Bạn biết đấy, tôi là một nhân viên văn phòng cũng như các bạn. Ngày làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, thậm chí có những giai đoạn, có những cái dự án công việc cần phải gấp rút hoàn thành thì tôi phải làm việc với cường độ ngày có khi làm việc lên đến 10 tiếng, thậm chí 12, 14 tiếng trong thời gian khoảng 1 tháng. Và tôi gặp cái tình trạng là thời gian đầu khoảng 1 tuần tôi bị nhức mỏi vai gáy, thì tôi coi đó là cái việc là do mình ngồi lâu làm việc hoặc là ngồi làm việc trước máy tính thì nó bị hiện tượng như thế. Nhưng sau thời gian đó thì tôi bị đau nhức kinh khủng, tôi không thể nào tôi chịu được. Và nó làm cho tôi, cái hiệu quả công việc của tôi hầu như tôi không làm được việc gì cả. Thì tôi bắt đầu tôi xin nghỉ và tôi đi đến bệnh viện y học cổ truyền và tôi gặp được một vị bác sĩ. Người bác sĩ này đã chia sẻ cho tôi cái phương pháp tập luyện 5 bài tập. Và tôi về tôi áp dụng, sau khoảng 1 tuần tôi đã thấy nó, cái hiện tượng đau mỏi vai gáy gần như không còn nữa. Thì cái phương pháp tập luyện nó rất đơn giản, nó không làm cho mình mất thời gian và cũng không tốn tiền bạc. Sau đây là cái bài tập tôi xin chia sẻ cho các bạn. Bài tập đầu tiên tôi được vị bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền chỉ cho, đó là bài tập đu xà. Bài tập này nó có hiệu nghiệm rất là lớn, giúp chúng ta giảm đau mỏi vai gáy và giảm cái tác nhân ảnh hưởng sau này dẫn đến bị tình trạng là vôi gai đốt sống của cơ thể chúng ta. Bài tập này rất là đơn giản, chúng ta có thể sắm một cái xà đơn treo lên cửa ở nhà hoặc ở văn phòng. Mỗi lần khi chúng ta kết thúc công việc, một chu kỳ công việc khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, chúng ta có thể đu. Chúng ta đu tay lên, mỗi lần đu thì chúng ta có thể đu tầm 10 đến 15 giây. Và mỗi một lần như thế thì chúng ta tập đi tập lại khoảng 5 lần. Và một ngày chúng ta có thể duy trì đu khoảng 5 lần hoặc 10 lần là tốt nhất. Đây là một bài tập rất đơn giản nhưng mà nó giúp chúng ta giảm giãn cơ, giảm co cứng cơ, giảm đau nhức vai gáy, khôi phục lại hình dáng ban đầu của cột sống, giúp cải thiện cái vai gáy của mình rất là tốt. Với bài tập này thì với những người mà bị mãn tính với những cái bệnh như là vôi gai đốt các đốt sống ấy, thì muốn tập thì chúng ta cần phải xin lời khuyên của các bác sĩ, chúng ta mới nên tập. Bài tập thứ hai rất đơn giản, chúng ta không cần có công cụ hỗ trợ, chúng ta vẫn có thể tập được bất cứ ở nơi đâu. Chúng ta chỉ cần có chiếc ghế, chúng ta ngồi thẳng lưng thư giãn và đưa hai tay ra đằng sau, chúng ta gập cổ về đằng trước nghiêng khoảng 30 độ, đồng thời hai cánh tay bẻ về phía trước. Động tác này chúng ta giữ trong khoảng 30 giây, sau đó chúng ta bẻ hai cánh tay về đằng sau, đồng thời cổ gập ra phía sau, làm cho vai gáy, cơ vai gáy căng hết cỡ và chúng ta giữ trong khoảng 30 giây. Động tác này chúng ta làm đi làm lại khoảng 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 30 giây và trong ngày chúng ta làm tầm 5 lần sẽ giúp chúng ta cải thiện vai gáy rất là tốt, giúp vùng cơ cổ thư giãn. Bài tập giúp tăng lưu lượng máu lên cổ. Chuẩn bị, chúng ta đứng trên sàn nhà, hai tay xuôi hai bên hông, chân rộng bằng vai, tay thẳng, lưng thẳng. Chúng ta thực hiện đẩy hai vai lên, sau đó đẩy xuống. Khi đẩy lên, đẩy xuống, chúng ta giữ khoảng vài giây. Bài tập này chúng ta tập trong khoảng 30 giây và trong ngày chúng ta tập khoảng 3 đến 5 lần sẽ giúp lưu thông máu lên cổ rất tốt. Bài tập tiếp theo giúp ta thư giãn vùng cơ ở cổ. Chuẩn bị hai chân rộng bằng vai, hai tay để hai bên. Ta giơ hai tay lên, hai lòng bàn tay hướng vào nhau và ta rướn lên trên để cho cơ tay cổ vai giãn hết cỡ. Ta giữ trong khoảng vài giây, sau đó ta hạ hai tay xuống, hai khuỷu tay hướng về phía sau, bẻ hai cánh tay về sau làm cho hai bả vai càng gần nhau càng tốt. Động tác này ta làm trong khoảng vài giây, giữ khoảng vài giây và ta làm trong khoảng 60 giây. Trong ngày ta có thể làm từ 3 đến 5 lần. Tiếp theo là động tác loại bỏ co thắt cơ bắp. Ta ngồi trên ghế tư thế thoải mái, sống lưng thẳng,
Ta giơ hai tay hờ lên trên hai lòng bàn tay hướng vào nhau, sau đó ta quay sang bên trái, cằm vuông góc với mặt đất, giữ khoảng vài giây, sau đó ta quay sang bên phải, giữ khoảng vài giây, sau đó ta quay trở lại vị trí ban đầu bên trái. Động tác này ta làm trong khoảng 30 giây và trong ngày ta làm lặp đi lặp lại khoảng 3 đến 5 lần. Ngoài những cái phương pháp luyện tập chữa đau mỏi vai gáy tôi nêu ở trên, bạn có thể mua cho mình một chiếc xe đạp tập ở trong nhà để luyện tập xe đạp như tôi đang đạp đây. Việc đạp xe đạp giúp chúng ta cải thiện lưu thông tuần hoàn máu rất là tốt và giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ bị ung thư này, rồi là giảm stress này, điều trị bệnh viêm khớp. Mùa dịch này thì chúng ta không thể ra ngoài để tập các môn thể dục khác được, thì việc mà đạp xe trong nhà này cũng là một cái phương pháp luyện tập để giúp chúng ta có một cái sức khỏe, một cái cơ thể để phòng tránh được Covid và hai chúng ta làm việc và học tập hiệu quả hơn. Trên đây là những cách phương pháp luyện tập chữa đau mỏi vai gáy của bác sĩ khoa xương khớp Bệnh viện Y học Cổ truyền đã chia sẻ cho tôi. Trong hơn một năm qua tôi luyện tập thì tôi đã đẩy lùi được cái đau mỏi vai gáy, tôi có một sức khỏe rất là tốt và rất là happy. Bạn xem video này, nếu bạn gặp tình trạng bị đau mỏi vai gáy, bạn có thể áp dụng những cái cách luyện tập ở trên tôi chia sẻ để giúp cho cuộc sống của bạn có một sức khỏe tốt hơn, đẩy lùi được đau mỏi vai gáy, chữa được các bệnh xương khớp. Các bạn đang xem video này, các bạn có những cái cách hay là phương pháp nào luyện tập để chữa các bệnh về xương khớp hay đau mỏi vai gáy thì các bạn có thể comment xuống bên dưới để mọi người cùng tham khảo, để mọi người luyện tập các phương pháp đó để có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, để có một cái cuộc sống happy hơn. Bạn xem video này, bạn thấy hữu ích, bạn có thể chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nhớ đừng quên like, comment và subscribe kênh Xe Đạp 88. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.